Đường tắc thế nhở, rồi đi nhanh lên. Mọi người cố ý rồi, làm sao bây giờ? Ơi rồi, sắp muộn rồi. Thế mới chán thế này. Tôi chạy bộ luôn đó nhanh. Cô ấy đâu rồi? Xong rồi vẫn chưa tới nhở? Anna, Anna ơi, anh tới rồi đây. Mình. Anna, Anna. Nói gì? Anna, I'm sorry. Bye. Tôi giận mình rồi. À, có cách rồi. Lại là tên khó ưa này. Giận rồi, không thèm. Trả luôn nè. Cái này sao? Vẫn giận à? Để, cho em cái này này. Anna, anh có hai bé bia đáng yêu lắm. Chắc chắn là sẽ thích. Bé ơi. Tôi còn chưa hết giận đâu. Chắc là chú đã. Đi đi. Không cho mình vào à? Thôi được. Anna, Anna. Anna, chơi thảo diều đi. Không thèm, tôi phải chơi với bé cưng của tôi rồi. Thôi. Nhưng mà anh có cái này này. Cho em đấy. Ngon đó. Đi đây. Cho em nè. Anh đưa cho em mà em phải đưa cho nó thế à? Anh muốn em ăn cơ mà. Trời ơi, tại sao chứ? Phí cái kẹo đắt tiền lắm em muốn không ạ? Thôi đi đã. Hết nói nổi. Không sao, vẫn được hai em. Hả? Cái gì vậy? Đi đâu? Bắt được hai đứa bay rồi. Quay lại tìm hai bé thôi. Hả? Ôi trời ơi. Cái tên Alex này. Anh đang giang hầm được phải không? Anna đây hả? Em ơi. Anh chỉ đùa thôi mà. Phen này anh chết với tôi. Hả? Không được đâu cưng à. Hả? Em nữa hả? Được thôi. Yeah. Đây là đâu vậy? À, lâu đài lộng lẫy quá đi. Tới đó đi. Đến đây đi. Lâu đài của tôi. Đau quá đi. Ôi không. Mình ở căn nhà này vậy. Thời tới rồi. Cái gì cơ? Sao mà tồi tàn quá vậy? Ôi không. Lừa đảo, lừa đảo. Thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Thả ra. Hả? Gì vậy? Ôi trời đất ơi. Chúa. Cứu tôi với. Ủa? Còn cái dây nữa hả? Chịu luôn. Ôi trời. Lộng lẫy vậy sao? Giấc mơ. Hả? Cái gì vậy nè? Xin chào cô em, cô đi vô đây làm gì vậy? Ôi không, tránh ra đi. Ta ném cô nè. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không biết gì đâu. À, mời cô ăn uống nha. Hả? Mấy cái này. Có heo heo bỏng thèm nữa. Ê, sao vậy? Ưng lại không, à? Không, tránh ra. Ơi trời. Nè, cô muốn gì? Muốn gì ạ? Không cần đừng mà. Cô tự giới, mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Ôi trời đất ơi. Cô đứng lại đó cho tôi. Mẹ nè. Ây da, mẹ quá đây. Người bà thân ta sao? Làm ơn ta cho tôi đi bà. Sao ạ? Ý, em à, cho con gái đây. Hả? Gì cơ? Thôi không, không, không. Cho hôn gái đi. Đây. Để coi nào. Mở cửa mới được. Nè, mở cửa đi. Anna.
Cô đi ra thôi. Không mà, sao cô dám làm vậy? Đừng. Ủa, không có cục đá nè. Hả, ai chơi kỳ vậy? Mình ra ngoài kia xem đi. Gì đó, ok. Này, đứng lại. Nhanh bắt cóc con gái nhà lạnh hả? Ha, xong rồi lại láo này. Trời ơi, tay của tôi đi mà. Đáng đời. Tôi xin lỗi cô. Tha lỗi cho cô đó. Cảm ơn sao? Chán ghê. Xin chào mọi người. Body. Xin chào. Thằng em bố qua nè. Không gì đâu. Anh chào. Chuyện gì vậy? Chào mọi người. Trời, cái tiền đó mình là ghét quá đi. Ờ, cái gì đó? Ấy dạ, thơm quá. Chuyện gì vậy? Ôi trời, nè mấy người làm gì vậy? Bỏ ra. Tôi. Trời ơi mấy người bị khùng quá. Hả? Anh ơi, đừng có chạy mà. Mày quá đi. Trời ơi, con ông, mày biến đi, biến đi. Trời ơi, sao nhiều vậy? Mày quá đi. Ủa, chuyện gì vậy? Cứu tôi với. Sao lại lạ? Ôi trời, sao lại là con này? Ôi trời đất ơi. Không phải nói mày. À, mày có cảm sao? Trời ơi, thiệt là may quá. Taxi. À. Lại gặp nhau rồi. Trời ơi, không thể nào. Trời ơi, cô làm gì vậy? Thôi, xong rồi. Đụng xe rồi. Anh ơi, đứng lại chờ em chơi. Không thể nào, mình đi rồi. Trời ơi, thiệt là một ngày dài. Mệt quá. Chuyện gì nữa đây? Nè, làm gì? Là em đi. Em đó hả? Không thể như thế được. Cho cô ta một đấm. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ấy dạ. Trời ơi, đâu á? Cái mùi này. Không ngờ là cái mặt mình còn tính chuyện giỡn từ này nữa hả? Nằm mơ đi. Ủa, may quá. May quá đi. Cô ấy thiệt sang chảnh. Wow, trông Lisa kìa. Đúng là idol của chúng ta. Toàn là sống ảo. Hả? Ai đây? Ai kia kìa, xem kỹ lại nào. Uầy, là cô ấy. Hả? Hình như là... Ôi không, chính là Lisa rồi. Đúng rồi. Gì cơ? Hả? Ôi chà, mặt trời ơi. Sao? Chị ơi, cho em chụp tấm hình nha. Hâm mộ cô lắm, cho tôi xin chữ ký đi. Chắc người phiền thiệt đó. Lát xa tôi ra đi, nhìn là bực bội. Chùa cho sạch cái. Bực mình mà. Hả, vàng vậy. Hả, cái này. Cái thằng này đúng là bảo vật mà. Của tôi. Ơ, anh em trả lại. Trời, thần thiên đĩa ơi. Không trả lại. Nhìn phát bực. La 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 la. Ơ, tiếng gì vậy? Qua giữa bé thử xem. Nghe nhớ. Trời, đẹp ơi. Trái bóng kia sao? Cao vậy, làm sao đi ta? À, có rồi. Dạ, ở đây. Nghe nhóc chị ở đây nè. Hay quá, chị trâu lên trên rồi. Vậy thì lấy cái bóng thôi. Hay da. Chờ mấy bộ này sống ảo mới được. Mình có nhìn
nhìn nhầm không nhỉ? Ai, công chủ? Tôi cũng đang quá đắp, dám lấy đồ của tôi. Là rồi, chán ghê. Hả? Ở cái này. Tôi biết hết rồi nha. Ôi giờ, trả đi. Cần lâu. Khoan, tôi đưa cô tiền, cô đừng nói ra nha. Không, không, không. Tôi sẽ nói sự thật cho bạn tôi biết. Làm ơn đừng mà cô ơi. Cần lâu á, tôi đi đây. Làm gì đây ta? À ha, có rồi. Nè cô ơi. Gì cơ? À ha, nhớ được cô ta rồi. Xong xuôi, giờ không ai biết bí mật của mình. Hả? À, cô dám làm trò vậy ư? Xem tôi hành quyết cái điện thoại nè. Đó nè, điện thoại của tôi. Đang tành bằng chân. Đi đây. Ừ, gì vậy? Ôi trời. Hóa ra cô là người như vậy à? Các cậu. Ôi, cậu tẩy rồi. Đáng đời của ta lắm. Anna. Anna, cậu có sao không? Bệnh căn này. Gì đấy? Sao cô không lo làm việc mà cứ dây chuyển như vậy? Tôi xin lỗi. Đáng đời của ta. Cái này là của tôi biết chứ. Cần lâu mới là của cô. Thở ra. Không bỏ. Nè mấy cậu ơi. Hay vậy? Lấy đây, lấy đây nè. Ủa, gì vậy? Trời ơi. Một bàn đồ ăn luôn. Và khách sạn 037. Tôi tới liền. Tới đây. Cảm ơn nha. Không có gì, ăn đi. Ngon quá đi. Anna. Nghe vậy? Hả? Anna, đến đây nào. Tới giờ về nhà rồi con à. Dạ, bye bye biết cậu nha. Con tới liền đây. Khoan đã. Cô đừng có đi mà. Tụi tôi đáng thương lắm. Phải mồi đáng ăn không đó. Nếu cô bỏ ở đây là chết đói luôn. Phải không? Đúng rồi, là mang thương tình cho tụi tôi đi mà. Ba mẹ ơi, con mang hai người họ về được không? Được thôi con. Con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn cô. Trời ơi, tới rồi. Cầm cái này vô là xong. Wow, ngon quá đi. Tôi không cách sáo đâu nha. Ôi trời, con nhỏ ham ăn này. Dừng lại. Trời đánh chết bữa ăn có biết không hả? Hả, gì vậy? Ôi trời. Nè nhỏ kia, bớt làm trò không điên lại coi. Ngon quá đi. Ôi con mẹ ơi. Thức có tác dụng rồi. Hành động lẹ nè. Cái sao gì liền ghê. Hả? Gì vậy? Qua nhà không? Qua nhà không? Thôi chạy đi, lấy lẹ tay thôi. Anna. Anna. Cô chú bị sao đây? Sao lại ngất hết đi này? Xong xuôi rồi. Chồng nha. Chạy lẹ. Hả? Cái con bánh bèo vô dụng này. Hả? Hai con gấu bông trong nhà. Sao nhìn trông lạ thế nhở? Cái gì đây? À, chuyển động à? Rõ ràng mình đã chuyển động xong. Này thì xem có buồn nữa không? Một đập. Phát được. Đập 18 phát. À, phát hiện ra rồi nhá. Trời đất ơi, cái chân của tôi. Bây giờ đâu quá đi, đâu quá đi. Chúng ta thấy rồi nha. Xin chào nha. Ha!
suýt thì ngã. May quá. Ôi ơi. Hết nói nổi. Yahoo. Thật là vui quá đi mà. Wow. Câu này khó thế nhở? Khó thiệt đó. Ok. Yeah. Ơ, à, kìa. Đẹp trai nữa. trời ơi, sao họ trượt dễ dàng thế chứ? Này, chúng ta phải tiến tới hỏi bọn họ đi. Được rồi. Hải cái tình gốc, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Ôi giời ơi. Bực thật đấy, dơ mặt thật. Cố lên ạ. Sao lại đây? À, giữ thằng bầu này. Trời, khó quá. Ờ, tớ cũng là đồ đồ nè. Coi nè. Ôi trời, Alex, nhìn kìa. Hả, sao đấy? May quá. May quá đây. Trời, nó sập rồi. Chạy mau. Chúng ta ổn rồi. Tôi dừng lại được rồi đấy. Thế nó là xong rồi. Thôi nó quay lại kìa. Trời ơi, cứu chúng ta dài. Cậu ơi, cứu tao ơi. Ờ, chưa biết cả được. Mẹ thì sao? Kêu dài. Dừng lại. Chờ một tí nào. Không thở nữa rồi. Này anh Quất, tớ bảo đây. 1, 2, 3. Chạy thôi. Chúng ta ổn được đúng không? Không vậy đâu. Ôi trời ơi. Mấy đứa làm cái gì đấy? Ờ, chuyện gì? Cậu phải trả thù cho tớ. Ra là thế à? Mấy cái đứa biến thái này, tao phải cho chúng mày một trận. Không phải như vậy đâu anh ơi. Em xin lỗi. Tao phải cho sấy sáu đồng vào đầu chúng mày. Đừng mà, em xin lỗi mà. Hả? Ai vậy? Anh hiếp kè của tôi hả? Sao bắt nạt bọn họ? Hay quá, bạn của chúng ta hay rồi. Mấy cái đứa. Ném đi. Xe rồi, chúng ta đi thôi. Đứng lại mau. Chúng mày, đừng để tao bắt lại lần nữa. À, mọi người, chơi vui quá, về nhá. Trời, tốt thiệt đó. Ê, chúng mày tôi xin lỗi mà. Trời ơi, quay vô đi đâu chứ. Anna, đến giờ thể dục nào. Hả? Hộp đồ ăn. Coca. Ôi trời ơi. Tôi đã vừa chén hết đồng đó sao? Trời ơi. Chết nào. Đây, dừng lại. Em không chịu tập thể dục thể thao gì cả. Suốt ngày ngồi một chỗ cầm điện thoại xong ăn thôi. Ăn hết cái đọ đấy kia. Được rồi hả? Trở đây. Hả? Cậu đi chỗ khác đi. Sao cơ? Gì vậy? Mình nấm nhau rồi nè. Đẹp quá. Đẹp thế. À, thử một cái xem. Cái gì vậy? Trời ơi. Ồ, đúng sành điệu đó. Mày qua đây. Trời ơi, cho 100 điểm luôn. Trời ơi, gãy mỏi tay luôn. Này nó. Alex. Sao lại mặc hở hang thế? Ôi, cậu cứ cản trở
tôi biết Photoshop mình là. Trời ơi. Nè nè nè, mẹ em làm cái gì ở đây vậy hả? Em đó, tại sao em thấy mất như vậy ở trường? Trời đất, nó thay đổi trang phục rồi hả? Chả ra cái gì hả? Nè, ơi nè, tôi đang định ăn ra đó. Đi thôi. Cậu là gì đó? Đuổi theo mau. Cái lưng của tôi. Trở lại như cũ rồi á. Ôi trời ơi, đè chúng tôi rồi. Cô ta đâu rồi nhỉ? Không thôi. À ha, phát hiện rồi. Đứng lại, em nè, đứng lại. Bí mật của cô là gì? Không, bỏ ra, bỏ ra. À, đi ra đây với tụi tôi đi. Để người ta bắt không. Ôi không, mình phải làm gì đó. Máy biểu đồ sao? Đi đi mà. Ôi không, dừng lại. Muộn mất rồi. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp. Ai ơi. Ủa, lên. Mừng là có cậu. Em đâu rồi, có chuyện gì vậy? Hey baby. Không cần cái này nữa. Trời ơi, đây là đâu vậy? Đây rồi. Đây là đâu vậy? Lên lên có. Xem nào, xem nào. Cái này, cái này, cái này. Tóc mình trong đây kỳ kỳ. Cái lon nước đó phải nắp không ta? Cái con nhỏ này cần
tốt cho tớ đi. Ủa, gì vậy? Xin lỗi cô, mời cô uống sữa chè. À ha, được thôi. Cảm ơn nha. Không, không, không được. Hả? Mọi chuyện là thế nào? Gì vậy? Chuyện là gì nè? Lisa, sao cô dám thì cái con nhỏ này? Hả? Chuồn lẹ. Đứng lên. Tớ xin lỗi Anna. Tạm biệt cậu. Anna. Cô bỏ ra coi, Alex là của tôi mà. Cô bị hoang tưởng hả? Alex của cô hồi nào? Ừ. Ghê đâu. Bình tĩnh lại xem nào. Của mình là mấy cái này ư? Còn đây là ô vật dụng biến hình của mình. Thử xem nào. Bắt đầu thôi. Món đầu tiên là cái kính lúp này đây. Kính lúp đổi màu mắt, đổi sang màu mắt đỏ nè. Tiếp theo là cái gọng mật ong đổi kiểu tóc. Còn đây là xe lụa uốn tóc. Tóc mình cuộn lại rồi nè, dễ thương ghê á. Tiếp đến là bông cải phấn mắt, tạo màu xanh tinh nghịch nè. Giờ là vòi tưới mũ xanh. Nhìn mình hóa trang đẹp chứ nè. Làm hai cái trong dĩa này thì hợp với thấy. Vui quá đi mất. Nhảy một bài mới được. Gõ thêm trống cho vui nè. Tới lượt mình biến hình, chắc chắn là đẹp hơn Anna rồi. Ờ, gì vậy? Cái con mực đáng ghét này làm cho mình đen đuôi rồi. Thử tiếp coi sao. Ờ, que cây móc quế. Rồi hai cái để làm gì vậy? À ha, biến thành hai cái sừng rồi. Còn cái này có tác dụng gì đây? Thêm cái bóng đèn nữa. Ý, anh được nè. Mình biến thành điện quang rồi. Nhìn mình hot slot thật đấy. Rất hợp với mình. Ủa, ai cười vậy? Biến hình gì mà đen đuôi như heo mồi. Dám cười tôi hả? Hổ không đầm tử Hello Kitty à. Mắc cười quá đi hoàng tử. Sao mà thật là ngốc đấy. Bày trò xong còn ngồi cười vui vẻ ghê. Xem đây. Cái gì thế nhỉ? Tôi ngồi hợp hơn đó Alex. Là cô à? Thanh gươm diệt quỷ. Xem ta đây. Cho mèo gì vậy? Ô, nhảy lên luôn à. Ôi, phải cho cô một bài học. Búng tay cái nè. Ôi cơ. Chân của mình. Cơ thể của mình đi sao này? Không thể nào. Tao là người sói đây. Alex sống phải sao? Xúc phạm người nhà ghê. Đừng có thông tin bên này nhau quá. Chưa chụp đâu. Ở này, đừng đi. Vô. Cũng kiếm. Chạy ơi, chạy mau. Ta sẽ phá hủy chỗ này. Mạnh dữ ta. Cứ ở đó mà tức tối đi nhé. Đi đây. Best day, đứng lại cho ta. Much, much, much later. Mình hết chakra rồi. Không thể nào. Cái trò này chơi vui quá. Cái gì, nghe mày vui gì. Ôi, tôi đi bên này. Bên này, bên này. Xem cô làm được không nè. Gì mà không được. Đúng là ở nhà chơi thì thoải mái. Chào Anna. À, chào Quét. Hey. Cậu xem nè, vui hả? Ừ, có gì vui đâu trời. Vui mà, vui mà. Cảnh đà Anna. Ngảo hết sức. Đang vui mà Quét. Cậu ở lại chơi với tôi đi. Ngủ thôi. Hello. Ngủ
bó tay mà. Em chỉ cần ăn mới chơi. Chơi nữa thôi. You at noon. Cô dễ sợ à. You at early morning. Phim gì buồn quá đi. Next. Buồn quá. Tới giờ nghỉ rồi, chơi điện thoại chính thôi. Anna, đang làm gì đây? Lấy gặp đi đâu, chơi điện thoại vui hơn. Bơ mình luôn đi mà. Đi thôi Alex. Cái này mắc cười thiệt đó. Cái này hơi mặn nhỉ. Anna, ngồi xếp điện thoại ấy. Trời ơi, cười chết tôi rồi. Ăn thì là ăn đi, cười vô hố dành hết đồ ăn vô mặt người khác. Xin lỗi nha. Thôi, cho cậu ăn đi. Cười cũng không ăn chung với cậu nữa. Vậy thôi, tôi coi điện thoại tiếp. À ha, hấp dẫn ghê, coi hoài không chê. Anna, nghe điện thoại quá rồi, không biết phải làm cách nào cơ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, cái gì đây? Anna! Chuyện gì vậy? Ôi, thi thật! Anna! Cậu cứu tớ sao? Em không sao là tốt rồi. Mẹp chút mẹp dí rồi. Hả? Anna cũng biết sợ à? Điện thoại nè. Không xem nữa đâu, ra cho tôi đi. Không có ai ở đây cả. Sao chán vậy? Ủa, Anna. Là Anna phải không? Anna. Tôi nè. Ủa, cô chạy đi đâu vậy? Hả? Ôi trời ơi. Tôi đang ở đâu thế này? Ôi trời ơi. Đứng yên đó, để ta tìm cho ngươi. Không, không làm cái gì vậy? Không. Tào tôi ra, tào tôi ra. Ngồi yên đó. Không. Trời ơi, mình nghe thấy tiếng gì đó. Cô ơi la liền hả? Cái gì vậy nè? Được rồi, đến lượt cô giờ. Không có được làm như vậy. Dừng tay lại. Không, đừng mà, đừng mà. Tôi nói dừng tay lại. Được rồi. Sẽ nhẹ nhàng thôi. Dừng lại. Bây giờ. Ngươi là ai hả? Ngươi là ai mà dám phá đám ta? Hả? Trở lại bữa tiệc nào. Trời ơi, làm ơn tha cho tôi. Tôi không. Tịch ơi. Ngươi không được động vô cô ơi. Không được động vô em nè. Mình trở lại bình thường rồi Anna. Anna không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Mấy người là ai? Quái vật chạy rồi. Chạy đi thật nhanh đó bà. Chạy mau lên. Đứng lại. Chưa tới rồi. Hả? Thôi không, thả tôi xuống. Thả tôi xuống.
sao bị bắt rồi? Quay lại thôi. Đi ra đây. Ra đây. Không. Thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Hả? Ai đấy? Xin chào các bạn. Hooray, được cứu rồi. Đâu có dễ vậy. Hả? Hãy bắt đầu trò chơi nào. Ờ, lại là trò này à? Chơi thì chơi. Xem nào. Nở, sao tụi này khôn vậy? À ha, có rồi. Ờ, mùi gì thơm quá vậy? Lisa mắc bẫy rồi. Trời ơi. Trò trẻ con đấy mà cũng bị lừa. Trời ơi, chẳng thần khôn lắm nha. Có người. Đảm bảo các người sẽ thua thôi. Tới nào. Rồi phải không? Phải nã lên ơi. Phải nã. Gì đây? Hả? Chết nè. Hả? Chuyện này là sao? Hai cái đứa này. Ơ, chúng ta đang ở đâu đấy? Đây là đâu? Cứu giới, cứu giới anh nào ơi. Ôi trời, đây sao kìa? Để tôi cứu cô ấy cho. Cô ta chơi được lắm. Mình có rồi. Anh trời ơi. Ôi không. Tới lượt mình. Có cách rồi. Wow, Anna giỏi quá đi. Cố lên Anna ơi. Hả? Cô ta đang bay lên kìa. Tôi biết bay chứ bộ. Không thể nào. Xem đi. Ây da. Mình. Chúng ta đang ở đâu này? Trò chơi còn chưa hết đâu. Cho các người đây. Hay là sao đây? Sao lại lẻ con nhỏ này? Quân lính đâu? Dầu đổ với nó đi. Tôi sẽ giám sát. Còn là chừng cô luôn. Xem tôi đây. Nhiều giờ quá. Ôi trời, cô ta tài nhát thế đi. Sao hả Alex? Thôi được rồi, Anna đi trước đi. Anh thầy chết đi. Thôi, con gái nhường cậu đi trước đấy. Hả? Cô ta ngủ rồi kìa. Ý trời ơi. Ngủ đây, ngủ đây. Ha, bắt được cô ta rồi.